Và ví dụ đầu tiên nhá. Ví dụ số 1 này. Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người vào một bàn dài có 6 chỗ ngồi? Đề bài cho chúng ta 4 đáp án chúng ta lựa chọn đây. Đáp A là 120 cách. Đáp B 360 cách. Đáp C 150 cách. Và đáp D 720 cách. Đó. Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người vào đúng là 6 chỗ ngồi luôn. Vậy thì đối với bài này thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Các em chú ý này, 6 người và vào 6 chỗ ngồi là vừa đủ chỗ. Vậy thì đối với bài này chúng ta chỉ cần hoán vị 6 người ở 6 vị trí đi thì chúng ta sẽ ra được kết quả. Sẽ ra được kết quả. Các em chú ý nha, đấy là cách mà chúng ta sử dụng hoán vị. Ở đây thầy sẽ sử dụng cho các em hai cách. Hướng dẫn các em hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng những cái quy tắc. Tức là cách thứ nhất là chúng ta sử dụng cái cách chọn như ở cái bài toán sử dụng quy tắc cộng, quy tắc nhân đấy. Và cách thứ hai là sử dụng hoán vị. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ so sánh xem cách nào dài hơn và cách nào ngắn hơn. Thì từ đó chúng ta sẽ chọn ra cách mà chúng ta làm áp dụng cho những bài sau. Hiểu chưa? Vậy chúng ta sẽ có lời giải chi tiết đối với bài này đây. Sáu chỗ ngồi. Thì giả sử chỗ ngồi thứ nhất, 6 chỗ ngồi là 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có này. Cách 1 này. Chỗ ngồi thứ nhất. Chỗ ngồi thứ nhất thì có thể xếp được có số cách xếp 6 bạn là mấy cách nhỉ? À 6 bạn thì có thể có 6 cách xếp. Có 6 cách xếp. Sáu cách xếp này. Đấy là chỗ ngồi thứ nhất. Tiếp tục chỗ ngồi thứ hai. Các em để ý, người thứ nhất xếp vào vị trí thứ nhất rồi. Còn lại 5 người thôi, đúng chưa?